Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên mình có về thêm được những con đẩy bãi LA600 của thương hiệu DK Dadanking. Với cái dòng đẩy này thì ở trong những clip trước mình có giới thiệu rất là chi tiết về kiểu dáng hình thức bên ngoài, các linh kiện bên trong và nguyên lý hoạt động của máy. Ở trong clip này thì mình sẽ không nói lại về vấn đề đó nữa mà sẽ đi quay chi tiết về từng con, thông báo số lượng cũng như báo giá từng sản phẩm để mọi người có thể nắm được. Và hôm nay thì bên mình có về được số lượng là 7 con. Trong 7 con này thì có 3 con là đời nguồn cân, là những con được sản xuất vào đời trước, và có 4 con là đời nguồn lệch, là những con được sản xuất ở đời sau. Vâng, và trước mắt mọi người đây là những con đẩy bãi của thương hiệu DK Dadanking. Và bây giờ thì mình sẽ đi quay chi tiết về từng con. Con đầu tiên này là nguồn cân, được sản xuất ở đời trước. Con phía bên cạnh là nguồn lệch, được sản xuất ở đời sau. Về hình thức mặt trước của hai đời này thì nó giống hệt nhau, nó chỉ khác về cách bố trí linh kiện bên trong. Cả hai đời này thì đều sử dụng công nghệ mạch là CTH. Ở mặt trước của đẩy thì đều có logo của thương hiệu DK Dadanking và model là LA600. Con bên này cũng vậy, thương hiệu DK Dadanking LA600. Hình thức mặt trước thì giống hệt nhau. Ở đây là phía bên trong, các linh kiện. Đấy, con này nguồn cân thì cái biến áp nó sẽ nằm ở giữa hai vế công suất làm hai bên. Đấy, vì nguồn cũng ở khu vực giữa này. Và cái đời nguồn cân này thì nó sử dụng là 4 quạt gió, 2 quạt phía trước hút gió ở mặt trước vào đẩy vào phía bên trong. À, gió sẽ được lùa qua cái tản nhiệt ở cái thanh tản nhiệt nhôm này. Và 2 quạt phía sau này sẽ hút gió về bên phía sau. Đó, tụ, khu vực tụ này, cầu diode. Và hai đời này thì nó đều sử dụng là 20 tụ lọc nguồn với dung lượng tụ là 80V, 4700 microfarad. Tụ của DK thì thường là đều là 80V nhé. Tụ còn rất là đẹp. Con đời này nguồn cân này. Số lượng đời này thì mình có 3 con và sẽ đi quay chi tiết về từng con để mọi người có thể nắm được, là sẽ không phải lăn tăn với cái việc là con nào đẹp, con nào xấu, và mình sẽ báo chi tiết cũng như báo giá của từng con, từng đời. Con này nguồn cân, biến áp ở giữa. Biến áp của DK này thì nó khoảng tầm 19cm. Cầu diode tụ lọc nguồn. Tụ thì cứ phải đảm bảo là đẹp, phẳng đét. Đó. Tụ nó phải đẹp đã. Bên mạch là còn sáng sạch. Trên bên tụ thì đều có tên của DK này. DK Dadanking. Các con dơ le đóng mở nguồn cũng như đóng mở cho hai kênh. Ở đây là vế công suất và sử dụng CTH nhé. Trên tản nhiệt thì cũng có dập thương hiệu DK. Máy này là nguồn cân này. Đấy, clip trước thì mình có giới thiệu chi tiết rồi, nguyên lý hoạt động của máy. Xò chiếc thì có đếm hết ở trong những clip trước rồi. Trong clip này thì mình sẽ đi quay chi tiết về từng con để mọi người có thể đánh giá về cái độ đẹp của từng con nhé, từng đời. Đời này được sản xuất về trước nhé. Thế còn đời này là đời nguồn lệch. Đời này được sản xuất về sau. Đấy, mọi người thấy là cái đời sản xuất về sau này thì cái men mạch nó sạch, nó sáng hơn so với cái đời sản xuất ở trước này. Mình sẽ quay xa để mọi người có thể là nhìn rõ này. Đó, con này là được sản xuất ở trước này thì bao giờ là sử dụng nó lâu hơn thì nó mạch nó sẽ bị cũ hơn một tí. Cái con này sản xuất về sau này, cái con này cũng sản xuất trước này, nó sẽ cũ hơn nhé. Đây, con này, này cũng sản xuất trước này, và con này, những con này là sáng hơn như thế này là sản xuất về sau này. Đó. Ở đây con nguồn lệch này. Biến áp thì nó to bằng nhau, tụ vẫn sử dụng 20 tụ, dung lượng tụ như nhau. Cái cầu diode thì bắt ở trên cái tản nhiệt này. Tản nhiệt này thì có vẻ là chất hơn một tí này, và cho những con cầu diode này nắn điện xoay chiều sang điện một chiều. Còn đây là cái dùng cái tản nhiệt phổ thông. Còn lại thì dơ ne tất cả thì đều phải đủ rồi. Dơ ne thằng phần khởi động mềm trước khi cấp nguồn điện AC 220 vào biến áp thì đầy đủ này. Thì con này thì nó là nguồn lệch, thì cái hai cái vế công suất thì nó sẽ bắt chung ở trên một cái thanh tản nhiệt này. Và thanh tản nhiệt thì bằng nhôm nhé, và đều có tên là LACD DK Audio. Đó. Dập tên của thương hiệu DK trên cái tản nhiệt này. Và trên bên mạch công suất thì đều có tên của DK này. Vỉ tụ và vỉ công suất thì đều có tên nhé, DK Dadanking. Đấy, vỉ tụ cũng đều có này. Và cái
cái con nguồn đạch này thì cũng sử dụng là cần đất hát, công suất cũng đều như con kia là 600W một cây. Đấy, con này thì nó sử dụng hai quạt thôi, một quạt trước nó hút gió ở phía trước này vào và đẩy qua cái thanh ống tản nhiệt này, và quạt sau thì hút gió phía sau. Về cái độ độ đẹp thì cái con này là nó sẽ sáng hơn nhé, nó sáng hơn so với con bên này. Đó, mọi người nhìn thì sẽ thấy này. Mỗi người thì cũng quý khách thì thích nguồn lạch, quý khách thì thích nguồn cân. Cái tụ này rất là đẹp nhé, tụ phẳng đét luôn này. Đó, công suất như nhau. Và tiếp theo thì con bên này lại là con nguồn nguồn cân này. Nguồn cân là nguồn nằm ở giữa đấy, nằm giữa này, quạt này, hai quạt trước hai quạt sau. Đây, tụ đây, tụ quay chi tiết luôn nhé, đẹp như là mới luôn, mên mạch thì sáng sạch, thương hiệu DK, dập trên tụ, các linh kiện chở nhỏ này, sạch tinh nhé. Ở bên mình vệ sinh thì chỉ thổ bụi thôi, không có rửa giết gì, nên tất cả các chân keo này là còn nguyên keo này, nguyên keo chưa rút nhé, chưa rút chân chắc nhé. Đó, sạch nhé. Đây là các vỉ công suất tiếp theo, tất cả là cam kết là còn nguyên zin 100%. Hình thức mặt trước này, ba con đầu tiên thì hình thức mặt trước thì đều đẹp như nhau. Đó, mình sẽ cố gắng là quay chi tiết về từng con nhé, vì số lượng nó có 7 con thôi nên sẽ quay được chi tiết về từng con, nên số lượng nó nhiều hơn thì sẽ khó mà quay được chi tiết về từng con. Ở đây là con đời nguồn này, tiếp theo là một con đời nguồn lạch. Nguồn lạch cái tai này thì mình chưa bắt vào nhé, phải tháo ra để vệ sinh thì chưa bắt cái tai, và sẽ bắt vào sau. Sau nguồn biến áp này, tụ này, tụ phẳng và đẹp nhé, biến áp này. Đó, bên mạch thì sáng sạch. Đó, sáng choang này. Và cái mên của DK thì nó là cái màu xanh đậm, màu xanh nước biển này, là LCD, quạt trước quạt sau tất cả là sẽ là cam kết là còn nguyên zin, chở xứ là còn trắng nhé, chưa vàng ố. Đây nữa, con này cũng là con nguồn lệch này, mặt đẹp này. Đó, biến áp đây, tụ đây, tụ tất cả các phải phẳng đét như thế này, đạt tiêu chuẩn nhé, đủ công suất, đảm bảo độ bền cũng như chất âm. Các linh kiện này trên mình công suất này, mình quay chi tiết như thế này thì quý khách là không phải ngại là cái việc là giữa cái việc là khi mua là sẽ phải mua phải con xấu hay con đẹp, để quay rất là chi tiết về từng con này, vòng đi và lát nữa thì sẽ lại vòng lại. Quý khách nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì cố gắng là xem hết clip thì có thể nắm được về tình trạng của từng con. Đó, còn tiếp theo là nguồn là cũng là nguồn lạch này, tụ này. Đó, những con nguồn lạch thì đều đẹp như nhau hết nhé, tất cả min công suất, tụ đều đẹp như nhau, hình thức mặt trước đều đẹp như nhau. Đây, đó, đều sạch đẹp, không chảy xước. Đấy, còn nguồn cân, đây có một con nguồn cân, cái con này này, con này tình trạng này là bị xước một tí ở đây nhé, đấy, xước một tí ở đây. Cái còn lại thì nó cũng là đẹp thôi. Đời này thì được sản xuất ở trước, cái này là xước ra vận chuyển này. Đấy, cái này là khéo tay thì có thể là chấm lại phát là hết nhé, chấm lại cái chữ cuối này của DK Đan Kinh này, chữ F này là hết, còn không thì cũng chả ảnh hưởng gì. Đó, con này là con xấu nhất trong cái lô này, cái biến áp này, mình công suất này. Đấy, cái đời sản xuất ở trước thì cái linh kiện bao giờ nó cũng bị cũ hơn vì nó sử dụng trước rồi. Đây, tụ đây, tụ thì còn phẳng đét, riêng tụ là cứ phải phẳng đét đã. Đó, biến áp nguồn này, đây là main công suất này. Đó, main công suất. Ở phía mặt sau của đẩy DK thì bao giờ nó cũng có rất nhiều các công tắc ga. Và đây là đời nguồn cân này, quạt hai phía sau này, tất cả đều là quạt của DK hết nhé, tất cả là còn quạt của DK, đều là quạt của thương hiệu DK hết, series mã vạch này.
tên thương hiệu DK và các cổng input đầu vào cho jack bằng jack là Canlon và đường link ra một thiết bị đẩy khác cũng bằng jack Canlon. Có các công tắc gạt, chế độ 4 ohm, chế độ 8 ohm, nấc gạt để tiếp đất, công tắc gạt độ nhạy đầu vào và công tắc gạt để cắt giải cao để lại giải thấp để đánh loa súp. Công tắc gạt các chế độ stereo, mono và bridge chụm hai kênh là một. Tem kiểm định của DK đây. Hai cổng ra loa bằng jack lưu trích dây nguồn niền. Và cái đài nguồn lạch này thì nó cũng vậy. Đài nguồn lạch này thì đây là cái đường vào này, đường link tín hiệu này. Công tắc gạt đầy đủ như nhau nhé. 4 ohm, 8 ohm này, tiếp đất này. Độ nhạy đầu vào này, cắt giải cao để lại giải thấp. Các chế độ Sitte, Molo, Bride. Dây nguồn niền. Và đây là hai cổng ra loa. Hai cổng ra loa bằng jack lưu trích cho hai bên. CD mã vạch đầy đủ. Cái quạt đây, quạt đều là quạt của DK hết nhé. Đó mặt sau đấy, của hai đời. Ở đây là quay lại một lần nữa nhé, để mọi người có thể nắm được này. Đó, những cái đời này thì nó bao giờ nó cũng sáng hơn nhé. Nó sạch hơn đấy. Những con nguồn cân này, đây con này là con xấu nhất, là con đầy nguồn cân. Con này xấu nhất trong cái lô này, tuy là xấu nhất nhưng mà nó cũng còn khá là ok. Từ cái phần nội thất bên trong các linh kiện này nó còn khá là đẹp, chứ không có lỗi là kém, và cam kết là còn zin 100% nhé. Nó chỉ là xấu nhất trong cái lô này thôi. Vâng, và mình cũng xin báo giá của những con đẩy này để quý khách có thể nắm được. Với những con đẩy DK LA 600 nguồn cân thì bên mình sẽ bán với cái mức giá là 4.800.000 đồng bao ship. 4.800.000 đồng bao ship nhé. Và với những con đẩy nguồn lạch như này thì bên mình sẽ bán với cái mức giá là 4.900.000 đồng bao ship. Nó đắt hơn so với con nguồn cân một chút. 4.900.000 bao ship và bảo hành 12 tháng để quý khách yên tâm sử dụng. Có thể là cái mức giá này nó sẽ có thể là đắt hoặc cũng có thể là rẻ so với đơn vị khác. Nhưng mình sẽ đảm bảo cho mọi người là tất cả nó còn nguyên zin và hàng sẽ là như ở trong clip mình quay này. Đấy, số lượng chỉ có 7 con thôi. Thế còn cái việc đắt rẻ thì mọi người có thể là tính toán, cái này thì tùy mọi người thôi, thuận mua vừa bán. Đấy. Hàng thì mình sẽ quay chi tiết về từng con rồi để mọi người có thể nắm được. Và cũng xin nhắc lại giá là với những con nguồn cân này thì bên mình sẽ bán với cái giá là 4.800.000 bao ship, hàng bao zin, bảo hành là 12 tháng để quý khách yên tâm sử dụng. Chế độ bảo hành của bên mình luôn luôn là 12 tháng nhé. Nếu quý khách nào mà không cần cái gói bảo hành 12 tháng thì bên mình sẽ bớt là 200.000 trên một con đẩy và vẫn bao ship, bao zin. Sản phẩm thì sẽ vẫn như ở trong clip này thôi và sẽ bớt 200 một con và không bảo hành. Bán xong chỉ bao sống thôi, bao zin, bao chạy ok. Còn những con nguồn lệch này thì cũng là 4.900.000 bao ship, hàng bao zin và vẫn bảo hành được 12 tháng. Quý khách có thể là tham khảo những đơn vị bán khác về những sản phẩm đấy này. Có thể là bên mình bán đắt hoặc cũng có thể là bán rẻ hơn. Nhưng cái vấn đề chính ở đây là hàng nó như thế nào, chất lượng ra sao, chế độ bảo hành như thế nào. Đó. Vâng, và quý khách nào có nhu cầu mua những con đẩy LA600 này thì hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826252688. Hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại Phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem và test về những sản phẩm đẩy này. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video và xin chào và gặp lại mọi người ở hẹn mọi người clip sau. Xin chào tất cả mọi người.